Trường Đại học Công nghiệp Gò Vấp, tọa lạc tại đường số 4, đường Nguyễn Văn Bảo, phường 4, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trường nằm trên một cái con đường mà đằng trước mặt mình là Nguyễn Thái Sơn, còn sau lưng mình sẽ là đường Lê Lợi. Trường đâu lưng lại với chợ Gò Vấp là đường Nguyễn Văn Nghi. Quy mô của ngôi trường của chúng ta rất là lớn nha quý vị. Có những cái khu mà học hành, ký túc xá và quy mô rất là lớn. Nó có nhiều tòa nhà lắm quý vị. Những cái tòa nhà lớn, ký túc xá ở đây là với cái khuôn viên rất là nhiều phòng học. Rất là nhiều phòng học quý vị, và tọa lạc giữa ba con đường Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Thái Sơn, góc của bốn con đường Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Thái Sơn, Lê Lợi cũng như Nguyễn Văn Nghi, phường 4 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Trường Đại học Công nghiệp.